gọi đấy nha, người ta cũng bảo đúng bản thân nhân nên có bị hơi lệch đúng không, người ta chỉnh lại đúng không, nhìn bên này nha, nhìn bên này được chưa, bên này thì nhìn được vào phát đều luôn đúng không, còn đây ăn vừa cái chân một chi chưa được, cứ chỗ nào người ta làm đều thì sẽ tìm cách nó sẽ chuồn đi sang dính cái cổ đi khác, nhưng quả bi thì nó không đạt được chưa, bi nào dính cái chân khác là không đạt, bi nào nó phải vào đúng không, thế nha, nhìn chưa. Đây là lý do vì sao nha, thứ nhất là gì, khi mà đặt quân vào, khi mà đặt thăm nha, bi vào đúng không, đi chỗ nào bi lệch một tí thì nó sẽ tìm cách, nó sẽ chạy theo quán tính, nó sẽ hút vào nhau, hiểu không? Hai nữa là những chỗ nào mà nhiều mỡ quá, hiểu không, những chỗ nào mình mỡ chạy ra thì nó chất lỏng thì những quả bi nó thế đấy, hiểu không, nó sẽ dính nhau, hiểu không? Đây chính là lý do ra thứ nhất là chúng ta phải mỡ gì, mỡ đều thăm đều này, không quá nhiều mỡ, hiểu không, vừa đủ. Thứ hai nữa là gì, hai nữa chúng ta phải gì, chúng ta phải là gì, chúng ta phải để những quả bi này đằng sau, cố gắng được gần nó, gần như cái kế tiếp cái chân ở dưới quả con chim trước nhé, thì như thế thì con chim luôn mình nha, từ này chỗ trên này nhá, mình để đây đúng không, sẽ bắt đầu chạy xô ra chưa đúng không, nhưng ở bên dưới này đúng không, mình để đây là bắt đầu được tất cả những cái này đúng không, cái chân này thì chưa quá trình làm thằng gì đấy, nhưng chỗ chân này thì cứ chỉ là quả là chút thôi, chút chút thế nên thì sao trong quá trình cỏ em được cỏ em thì nhìn thấy hồi xưa vì chúng ta làm chưa quen đúng không, thì các bạn làm quen có thể làm chưa quen các bạn phải nhìn cái quả bi này sâu hơn quả cái vị trí của nó chân nó nhờ nên phải dừng lại ngay bây giờ để chỉnh lại, bởi vì nếu chúng ta để cho những quả bi này giống nhau rồi thì chúng ta cũng không làm lại nữa, nó lâu hơn thời gian được rồi. Sau đó khi sau khi em làm đấy, thực ra cái công đoạn này nếu em làm thành thục thì mất thời gian ngắn mà. Xin làm